Rồi, xin chào tất cả các em học sinh và quý phụ huynh. Như vậy thì trong cái chuỗi series về là máy tính Casio FX580 VNX của thầy đã bước sang tới tập 23 rồi. Đó chính là thầy đã hướng dẫn em về cái cách giải phương trình cũng như là hệ phương trình bằng cách chúng ta nhập đó chính là phím menu chính, đúng không nào? Một là hệ phương trình, hai là phương trình. Thì trong clip hôm nay thì thầy cũng sẽ quay cho em một cái mà thầy nghĩ ở trong cái chương trình trung học cơ sở cũng như chương trình phổ thông mà rất là nhiều bạn quan tâm và rất là ám ảnh, đặc biệt là các bạn ở chương trình lớp 7, lớp 8, lớp 9 ở trung học cơ sở. Đó chính là cái việc tìm giá trị nhỏ nhất cũng như là giá trị lớn nhất của phương trình hay là một cái biểu thức nào đó. Như vậy thì nếu mà làm tự luận em thì chúng ta phải thông thường về cái nguyên tắc và phương pháp. Chúng ta phải nhóm rồi tách để làm gì? Để chúng ta phải đưa về nó cái dạng là gì? Hằng đẳng thức số 1 hoặc là số 2. Nghĩa là nó có thường là nó có dạng là a trừ b bình phương và cộng cho một số nào đó, hoặc là a trừ b bình phương cộng hoặc trừ một số nào đó, để chúng ta có thể lấy được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của cái phương trình đó. Thì khi mà chúng ta có máy tính rồi thì chúng ta không cần biết về phương pháp nó là cái gì. Chủ yếu là chúng ta biết cách nhập dữ liệu vào trong máy tính này và biết cách bấm để ra được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Như vậy nó gọi là cái máy tính này, khi mà người ta biết cách sử dụng nó rất là hiệu quả trong việc làm trắc nghiệm nghe em nha. Ví dụ bây giờ là thầy nói về phương pháp mà cũng như là nhập, thì bây giờ để chúng ta đi tìm giá trị nhỏ nhất, ta gọi là min nghe em. Min ở đây là nó tương ứng là giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất của cái bài này nếu mà về nói về phương pháp nha, thầy làm tự luận cho em xem này, làm một xíu nhanh thôi. Ví dụ x bình phương cộng 2x cộng 3 bằng 0. Nếu mà chúng ta làm tự luận thì chúng ta sẽ làm như này: x bình phương cộng 2x, chúng ta phải tách số 3 này ra để chúng ta nhóm với hai thằng này để ra được hằng đẳng thức số 1 hoặc là số 2. Mà đây là x bình phương cộng 2x thì chắc chắn nó sẽ là hằng thức số 1, nó có dạng là a bình cộng b cộng 2ab cộng b bình. Như vậy số 3 này thầy sẽ tách ra trở thành là số 1 cộng cho số 2. Như vậy khi đó thầy sẽ nhóm ba thằng này một nhóm để nó về hằng đẳng thức. Nghĩa là thầy đang tách số 3 này trở thành số 1 cộng số 2 này. Sau đó chúng ta đưa về hằng thức cái này, đó chính là x cộng 1 tất cả bình phương cộng 2. Sau đó chúng ta gì? Cho thằng này lớn hơn hoặc bằng 0, x cộng 1 này lớn bằng 0, rồi chúng ta cộng 2, rồi vân vân và vân vân. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy được đó chính là gì? Số 2. Số 2 này. Như vậy min giá trị nhỏ nhất của chúng ta ở đây là bằng mấy? Bằng 2. Tại đâu? Tại x bằng -1, nghĩa là cho thằng này bằng 0. Nếu mà nguyên tắc làm của chúng ta là như vậy, thì bây giờ thử thầy bấm máy tính xem thử cái giá trị nhỏ nhất của nó có phải là bằng số 2 hay không nha. Thì bây giờ thầy sẽ bấm này. Bước đầu tiên chúng ta cũng sẽ gọi nhập cái lệnh menu chính này, menu bấm số 9. Tại vì cái này là phương trình nên ta sẽ bấm số 2. Mà nó là phương trình bậc mấy? Bậc 2. Đây này, bậc 2. Nên ta sẽ chọn lại số 2. Em hiểu không? Chọn số 2, bây giờ người ta nhập hệ số này. Ở đằng trước, ngay chỗ đây người ta không ghi nghĩa là số mấy, đây chính là số 1. Nhưng mà hệ số người ta là 1, 2, 3. Nhập vô. Như vậy khi đó người ta sẽ nhập như sau. Chúng ta bấm số 1. Ta bấm cho bằng. Thấy chưa? Đây ở đây. Tiếp tục nhập số mấy? Nhập số 2. Tại vì phương thức nhập thì ở trong clip trước, ở tập 23 thầy đã chỉ em nhập rồi. Bấm số 2. Bấm cho bằng. Tiếp tục tới bấm số mấy? Cộng 3 này. Bấm số 3. Bấm cho bằng. Như vậy xong rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ bấm bằng trước nha. Chúng ta sẽ bấm bằng trước này. Bấm đây, thầy lại bấm AC, xin lỗi. Thầy sẽ bấm cho bằng. Gì vậy? Rồi, chúng ta bấm trở lại, chúng ta bấm AC này cho thầy. Sau đó chúng ta bấm dấu bằng này. Ra được x1 này. Rồi. Em thấy không? x1 này. Trong này nó có số phức y. Rồi, tiếp tục. x2 này. Thấy chưa? Ok, thì đây nếu như mà giải phương trình thì ra hai nghiệm như thế này. Phải không nào? Thì ở đây để hiển thị tọa độ x giá trị nhỏ nhất của đây thì chúng ta làm như thế nào? Nếu chúng ta bấm dấu bằng nữa thì nó sẽ quay trở lại cái phương trình.
nên ta sẽ bấm phím cuộn này này. Đây, cú pháp rất quan trọng, thấy chưa? Thầy sẽ bấm phím cuộn xuống này. Đó, như vậy x trừ 1 đây, không phải, có phải hồi nãy thầy giải đây tại x trừ 1 này, x trừ 1 có đúng không? Thầy x giá trị nhỏ nhất x bằng trừ 1 có chính xác chưa? Có phải cho thằng này bằng 0 không? Nghĩa là x cộng 1 này bằng 0 thì chúng ta sẽ suy ra đây là có phải x ở đây bằng trừ 1 đây đúng chưa? Có phải y bằng 2 này? Đó, giá trị nhỏ nhất ở đây này, min này, đây chính là y bằng 2 này, có đúng không? Đấy, vậy thôi. Đây là thầy giải tự luận để các em thấy trước này, rồi thầy nhập máy tính để kiểm tra thử xem thầy giải có đúng hay không. Còn ví dụ như trong quá trình làm đề thi á, thì thầy không yêu cầu chúng ta cần phải trình bày tự luận này cho thầy xem, thầy chỉ cần kết quả đúng thôi. Các em có hiểu với thầy nói chưa? Rồi, vậy thôi nha. Ta bấm menu chính trở lại đi, giờ chúng ta sẽ bấm một cái ví dụ nữa. Cái này thì ok rồi đúng không nè? Rồi, chúng ta sẽ nhập cho thầy cái phương trình bậc 3 đây. 168, 169 đây. 169 đây. Giờ phương trình bậc 3 nha. Trình bậc 3 ở đây. Người ta hỏi máy máy ẩn ở đây thì nhập số 2 trước. Nhập số 3, 3 ẩn nha. Đây, cái việc nhập đây thì dễ rồi. Nghe thầy nói xíu này. Phương trình khuyết này, hệ số này, ngay chỗ này người ta không ghi là số 1 này. Các em để ý này, bậc 3, bậc 2, ngay chỗ đây có bậc 1 không? Không có bậc 1, nghĩa là khi người ta nhập vô là nó sẽ là số 0 các em nha. 1, ở đây là 3 này. Ngay chỗ đây nó bị trống cái chỗ ít cho các em, thì chúng ta phải hiểu thầy nó chính là 0. Nhập cho thầy là 0 nha, nghĩa là 0. Rồi tới âm 2. Đó, nếu ở đây các em nhập mà là 1, 3, âm 2 là các em sai, nó bị lỗi với cú pháp. Hiểu chưa? Đấy, trời ơi, thầy quên mất ở trong cái clip ở cái tập 23, thầy quên mất là khi mà không có một cái biến nào đó, giả sử như ở đây là ví dụ x mũ 3 trừ 2 đi bằng 0 đi, thì ở đây đáng lẽ nó phải là x mũ 3 rồi tới x mũ 2 rồi tới x mũ 1 rồi tới số 2 này. Nhưng nếu như không có thì em bắt buộc phải nhập hệ số. Ví dụ cái này là người ta phải nhập sao? Đây là 1 nè, không có mũ 2 thì người ta nhập 0 nè, không có x mũ 1 là nhập 0, sau đó nhập âm 2, nhập theo cái này. Các em hiểu chưa? Rồi cả hệ phương trình các em sẽ làm như vậy nha. Thì bây giờ thầy sẽ nhập ở đây. Đầu tiên là máy này, 1, thầy bấm dấu bằng. Đây tới bậc 2 này là số 3, thầy nhấn dấu bằng. Ở đây tới x, x nó không có, nó không có mà các em để trống là không được, chúng ta phải nhập số 0. Đó, sau đó mới nhập âm 2 này. Thấy chưa? Hiểu chưa? Đấy, thấy chưa? Ok, ngay chỗ đây không có, nghĩa là không x này, nghĩa là x mũ 3 cộng 3x mũ 2 trừ 2 này. Giờ chúng ta sẽ bấm dấu bằng. Đó, x1 này, x2, x3 này. Rồi, bây giờ chúng ta cũng sẽ đi tìm cái gì? Tìm giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất thì chúng ta sẽ cuộn xuống. Cuộn ở đây, cuộn ở đây, cực đại, cực đại tại x bằng mấy? X bằng trừ 2. Cái này cực đại, cực tiểu thì chúng ta sẽ được học ở chương trình lớp 12. Cực đại này. Đấy. Và tại ở đây y là bằng mấy? Y bằng 2. Tại x hồi nãy thầy cực tiểu này, x bằng 0 này và y bằng âm 2. Trời ơi, nó quá ư là ok luôn nha. Cực đại, cực tiểu mà tính ra cái giá trị cực đại, cực tiểu chỗ đấy luôn. Rồi, xuống không nha. Trở lại này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bấm dấu bằng. Cứ trở lại bấm AC này nha. X1 này, X2 này, X3 này. Cực đại này, y này, cực tiểu này, y này. Đấy. Xuống nha. Đấy. Được chưa?
Được không? Rồi tiếp tới cái thằng bậc 4. Các em thấy hay không? Cực đại, cực tiểu, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất à. Rồi chúng ta lại menu 9 lại. Bấm 2. Chọn số 4. Ở đây là trên bậc 4 này. Hệ số này 1, 1, âm 2, âm 1, 1. Còn nếu ví dụ nó khuyết chỗ đây, từ x mũ 3 xuống như x thì nhập chỗ đấy sẽ là số 0. Hay là khuyết ở đây, cứ khuyết chỗ nào thì nhập hệ số ở đấy là 0. Nhớ chưa? Cơ cả phương trình, hệ hệ phương trình vậy. Cứ khuyết chỗ nào là nhập nó chính là số 0. Được chưa? Cứ khuyết là nhập dùm số 0 là ok thôi. Còn ở đây nó liên này, x mũ 4, mũ 3, mũ 2, mũ 1, mũ 0 là nhập hệ số nó đằng trước là xong. Hệ số đằng trước nó không có nghĩa là nhập số 1. Còn nếu như không có cái biến nó thì nhập nó là số 0. Đó, nhớ nhưng lưu ý như thầy như vậy. Đây là 1 này. 1 này. Bằng này, âm 2 này. Bằng này, âm 1 này. 1 này. Đó, rồi, nhập dữ liệu xong. Chúng ta sẽ bấm dấu bằng. Ra x mũ 1 này. X2 này, x3 này, x4 này, đó. Ha. Còn cái thằng này thì nó không có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất gì cả các em nha. Nó ra được 4 nghiệm như vậy. Thì cái này thầy hôm trước thầy đã chỉ em bấm rồi. Như vậy trong clip này nó có hai cái quan trọng. Cái thứ nhất là nó bị khuyết. Nếu bị khuyết như là không có là người ta nhập thầy phím 0. Còn ví dụ như x hệ số này trước đây như là số 1. Ví dụ x mũ 3 như này thì hệ số là số 1. Hiểu không nào? Còn để tính giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất hay cực đại cực tiểu thì bấm phím cuộn ở đây xuống. Sau khi mà nó ra nghiệm rồi ta bấm phím cuộn này nó sẽ ra. Đối phương trình bậc 2 á, thì người ta sẽ ra được giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất. Còn đối với phương trình bậc 3 thì ra cực đại cực tiểu nha các em. Ok, cách bấm và cách nhập là như vậy. Chúc em học tốt nha. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em về bậc phương trình. Bye bye các em nha.